Triệu Châu đổi dép rơm. Tăng chúng hai nhà Đông Tây của chùa Nam Tuyền tranh nhau một con mèo. Nó là của nhà phía Đông chúng tôi. Nó là con mèo nhà phía Tây chúng tôi. Nam Tuyền nghe ồn ào bèn ra bắt con mèo giơ lên bảo: ai nói được thì mèo sẽ sống, không ai nói được tôi sẽ giết con mèo tại đây. Tất cả đều im lặng. Vì thế Nam Tuyền chém con mèo làm hai mảnh. Đến chiều Triệu Châu về, Nam Tuyền thuật lại chuyện hồi sáng. Sau khi nghe xong, Triệu Châu không nói một lời, chỉ cởi đôi dép rơm đội lên đầu đi ra. Nam Tuyền nói: hồi sáng nếu ông có ở nhà đã cứu được con mèo. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Bị lừa đá. Sau khi ngộ đạo, Triệu Châu dạo bước khắp nơi viếng nhiều thiền sư thời ấy. Một hôm sư đến thăm Vân Cư Đạo Ưng. Vân Cư hỏi: Đại Lão Hán, sao không tìm một chỗ trụ đi cho rồi? Triệu Châu nói: trụ ở đâu bây giờ? Vân Cư đáp: sau núi kia có ngôi chùa hoang, hòa thượng đến đó là phải. Sau Triệu Châu đến viếng sư Tu Du. Tu Du hỏi: Đại Lão Nhân, sao không tìm một chỗ trụ đi cho rồi? Triệu Châu lại nói: trụ ở đâu bây giờ? Tu Du nói: ờ kìa cái lão này, con không biết trụ ở đâu nữa mới lạ chứ. Triệu Châu nói: 30 năm đùa với ngựa không sao, bữa nay lại bị lừa đá. Cuối cùng, cho đến năm 80 tuổi, sư mới định cư ở viện Quan Âm, phía đông ngoại ô thành Triệu Châu. Trong thời gian trụ trì viện Quan Âm, sư dùng trí tuệ sâu xa và óc khôi hài nhàn nhã hướng dẫn đệ tử trên con đường đến trơn ngã. Sư thường nói: nếu đứa trẻ 7 tuổi hơn ta, ta học nó. Nếu ông lão 100 tuổi không bằng ta, ta dạy ông lão. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Cớ sao lại có bụi? Một hôm, khi Triệu Châu đang quét sân chùa thì có người hỏi: trốn Già Lam thanh tịnh, cớ sao lại có bụi? Triệu Châu đáp: từ ngoài đến. Một hôm khác, cũng trong lúc Triệu Châu đang quét sân chùa thì một ông tăng hỏi: hòa thượng là thiện tri thức cũng có bụi nữa sao? Triệu Châu đáp: kìa, lại một hạt bụi nữa. Trích Triệu Châu Ngữ Lục. Chỗ có Phật chớ đứng lại. Khi một ông tăng từ giã Triệu Châu để đi tham vấn các nơi, sư hỏi: ông đi đâu? Ông tăng đáp: khắp các nơi để học Phật pháp. Sư dựng cây Phất tử lên nói: chỗ có Phật chớ đứng lại, chỗ không Phật chạy lẹ qua, chớ lầm đem Phật pháp cho người cách 3000 dặm. Trích Triệu Châu Ngữ Lục. Không mắt tài mũi lưỡi. Thiền sư Động Sơn Lương Giới 807-869, họ Du, quê ở Hội Kê, tỉnh Chiết Giang. Sư xuất gia lúc còn bé. Sau khi ngộ, sư trở thành trụ trì Động Sơn ở Giang Tây vào năm 860. Sư cùng với đệ tử là Tào Sơn sáng lập phái Tào Động. Lúc còn trẻ, sư tụng Bát Nhã Tâm Kinh với thầy đến câu: không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt tai mũi lưỡi hay thân, không thấy nghe ngửi nếm. Sư liền lấy tay sờ mặt và hỏi thầy: rõ ràng con có mắt tai mũi lưỡi, sao kinh nói chẳng có? Thầy trả lời: ta nghĩ ngươi nên tìm thầy khác, ta chẳng thể dạy ngươi được. Vì thế Động Sơn đi đến nhiều nơi, học với nhiều đại sư. Trước tiên sư đến tham kiến thiền sư Nam Tuyền và ở lại đó một thời gian. Rồi sư đến Quy Sơn, Linh Hữu và hỏi:
Thực ra có vô tình thuyết pháp hay không? Nếu có tại sao con không nghe? Quy Sơn đáp: Miệng do cha mẹ cho, tôi chẳng dám nói với ông. Đồng Sơn hỏi: Vậy thì con nên hỏi ai? Quy Sơn đáp: Sao không đến Đàm Thành ở Vân Nham? Cầm lá thư giới thiệu của Quy Sơn, sư đến tham kiến Vân Nham. Khi đến Vân Nham, sư hỏi: Vô tình thuyết pháp thì ai nghe được? Vân Nham đáp: Vô tình nghe được. Sư hỏi: Hòa thượng nghe được không? Vân Nham đáp: Nếu nghe được, ta sẽ biến thành pháp thân, rồi ông chẳng thể nghe ta thuyết pháp. Sư hỏi: Tại sao không? Vân Nham đưa Phất Tử ra hỏi: Ông nghe chăng? Sư đáp: Dạ không. Vân Nham bảo: Chính khi tôi thuyết pháp ông còn chẳng nghe được, khi vô tình thuyết pháp làm sao ông nghe được? Sư hỏi: Kinh nào nói vô tình thuyết pháp? Vân Nham hỏi lại: Không phải kinh A Di Đà nói sông chim cây rừng tất cả đều niệm pháp sao? Ngay đây Động Sơn tỉnh ngộ nói: Kỳ lạ thay, kỳ lạ thay, vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ bàn. Nếu lấy tai nghe thật khó hiểu, nếu dùng mắt thấy liền nhận ra. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Nước còn an ổn. Khi Sa Di Cao đến tham vấn Thiền Sư Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: Ông từ đâu đến? Cao đáp: Con từ Nam Nhạc đến. Đã đi lại những đâu? Đi Gia Lăng Thọ Giới. Thọ Giới mong làm gì? Mong khỏi sanh tử. Có một người không thọ giới cũng khỏi sanh tử, ông biết không? Thế thì giới luật dùng làm gì? Còn mồm mép lắm. Cao lễ bái lui ra. Khi Đạo Ngô đến đứng hầu, Dược Sơn bảo: Vừa rồi có một sa di mới đến, có chút khí khái. Đạo Ngô nói: Chưa nên tin hẳn, cần phải khám phá mới được. Đến chiều, Dược Sơn lên tòa gọi: Sa di mới đến ở đâu? Cao bước ra khỏi chúng tăng đứng im. Dược Sơn hỏi: Tôi nghe nói Trường An rất náo loạn, ông có biết không? Cao thưa: Nước còn an ổn. Ông do xem kinh được hay do tham vấn được? Chẳng do xem kinh hay tham vấn mà được. Có người chẳng xem kinh chẳng tham vấn, tại sao chẳng được? Chẳng phải họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận. Dược Sơn ngó Đạo Ngô Vân Nham hỏi: Tin tôi chưa? Một hôm Cao đến từ giá Dược Sơn. Dược Sơn bảo: Sanh tử là việc lớn, sao chẳng thọ giới đi? Cao đáp: Biết thì những việc ấy liền thôi, lại bảo thọ giới làm gì? Dược Sơn bèn thôi. Hôm khác đến giờ ăn trưa, Dược Sơn đích thân đánh trống. Cao ôm bát múa đi vào phòng ăn. Dược Sơn bỏ dùi trống xuống hỏi: Đấy là hòa thứ mấy? Cao đáp: Hòa thứ hai. Còn hòa thứ nhất đâu? Cao đến thùng cơm lánh một phần rồi đi ra. Trích Trung Hoa Thiền Đức. Không chỗ nào không đến. Khi Thiền Sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc đang dùng quạt phe phẩy quạt mình, thì một ông tăng hỏi: Tánh của gió là thường tại và không có chỗ nào là không đến, sao hòa thượng còn dùng quạt làm gì? Sư đáp: Ông chỉ biết tánh gió thường tại mà chưa biết đạo lý của không chỗ nào không đến. Ông tăng hỏi: Thế nào là đạo lý của không chỗ nào không đến? Sư phe phẩy quạt mình. Ông tăng bái tạ thật sâu. Trích Chánh Pháp Nhãn Tạng. Là người hay là Phật?
Hòa thượng Từ Phong Hải Quýnh 1728-1811 là truyền nhân đời thứ ba phái Liên Tông thuộc dòng Thiền Lâm Tế Việt Nam. Năm 16 tuổi, sư đến chùa Liên Tông đảnh lễ thiền sư Tính Dược xin thế độ. Tính Dược bảo: "Người nhân như mọi giờ, đồ khảm lãnh đại pháp." Sư đáp: "Thân tuy mọi giờ mà tâm đồng Phật Tổ." Tính Dược bảo: "Ta hỏi một câu người đáp được thì độ cho, bằng không đáp được cho một tiền đi tìm thiện tri thức khác." Sư đáp: "Thỉnh hòa thượng hỏi." Tính Dược hỏi: "Ngươi là người hay là Phật, là thật hay là giả?" Sư đáp: "Người Phật vốn không, huống hồ là có thật giả." Tính Dược khen: "Hay lắm, người liễu đạo vậy." Trích Thiền Sư Việt Nam. Đầy mắt núi xanh. Khi Thiền Sư Pháp Nhãn ra mặt với đời, hội chúng có 500 người. Lúc ấy, Phật Pháp Đại Hưng Thịnh, quốc sư Đức Thiều đã ở với Sơ Sơn một thời gian lâu, tự cho là đã đạt yếu chỉ của Sơ Sơn. Vì vậy, Đức Thiền mới thu thập tất cả bút tích và di ảnh của Sơ Sơn, dẫn tăng chúng đi hành cước. Đến chỗ của Pháp Nhãn, bản thân Đức Thiều không vào thất, mà chỉ bảo đệ tử theo những người khác vào thất của Pháp Nhãn. Một hôm, Pháp Nhãn lên tòa, có một ông tăng hỏi: "Thế nào là một giọt nước Tào Khê?" Pháp Nhãn đáp: "Là một giọt nước Tào Khê." Ông tăng mờ mịt thối lui. Lúc đó Đức Thiều có mặt trong hội chúng, nghe được bỗng nhiên đại ngộ. Sau này, sự xuất hiện với tư cách là một trong những người thừa kế Pháp Nhãn, Đức Thiều trình bày kệ sau đây: "Thông huyền đỉnh núi, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không vật, đầy mắt núi xanh." Pháp Nhãn ấn chứng cho và nói: "Chỉ một bài kệ này cũng đủ thừa kế tông môn ta. Ngày sau vua chúa sẽ tôn vinh ông, ta chẳng bằng ông." Trích Bích Nham Lục. Tấm lòng trong sạch. Một nhóm người ăn mày khốn khổ vì bệnh cùi đến hội chúng của Bản Khuê, một thiền sư có tấm lòng đại độ. Bản Khuê chấp nhận họ vào hội chúng, và khi điểm hóa họ, sư còn tự tay tắm rửa và cạo đầu cho họ nữa. Khi sự việc diễn ra, có một ông lịch sự có mặt ở đó, vị đại diện của một người có thế lực tin tưởng thiền sư Bản Khuê, đã lập một ngôi chùa trong tỉnh để Bản Khuê huấn luyện đệ tử và nói pháp cho mọi người nghe. Tức giận vì thấy thiền sư cạo đầu cho bọn đê tiện, người lịch sự kia vội vàng đi múc một thau nước cho Bản Khuê rửa tay. Nhưng sư từ chối, nói: "Sự kinh tởm của ông còn dơ bẩn hơn những vết thương lở loét của họ." Trích Giải Thoại Thiền. Thiền và thuật trị nước. Một lãnh chúa thường tham kiến thiền sư Thiên Quế truyền tông 1648-1735, hỏi về yếu chỉ Phật Pháp. Khi sư bị bệnh lần cuối, vị lãnh chúa phái một sứ giả đến thăm hỏi. Thiên Quế gửi sứ giả một lá thư ngắn mang về cho lãnh chúa: "Tề gia và trị quốc cũng là tu đạo, hãy thận trọng áp dụng những chính sách nhân từ, nhờ đó sẽ có sự tin cậy và hòa hợp giữa người cai trị và kẻ bị cai trị. Đây là khuyên cuối cùng của tôi." Trích Giải Thoại Thiền. Giấy đi cầu. Trong đám tăng chúng của thiền sư Bạch Ẩn có một cuồng tăng cho rằng mình đã ngộ và đồng nhất với Phật, y xé kinh làm giấy đi cầu. Các tăng nhân khác đã cảnh cáo ông ta về chuyện này, nhưng ông tăng điền này không quan tâm, kêu căng vặn lại: "Dùng kinh Phật lau đít Phật có gì là sai?" Lúc ấy có người thuật lại chuyện này với Bạch Ẩn. Sư hỏi ông ta: "Người ta nói ông dùng kinh Phật làm giấy đi cầu có phải không?" Ông tăng điền đáp: "Phải, tôi chính là Phật,
dùng kinh Phật lau đít Phật có gì là sai? Bạch Ẩn nói, ông sai rồi, vì chính là đít Phật, sao ông lại dùng giấy cũ có chữ viết trên đó? Ông nên dùng giấy trắng sạch lau mới phải chứ. Ông Tăng điền xấu hổ và xin lỗi. Trích Giải Thoại Thiền. Tỉnh ngộ. Thiền sư Xét Su Ghen nói với đệ tử là Di Dô, nếu ông chuyên tâm tọa thiền 7 ngày 7 đêm không gián đoạn mà không ngộ, thì cứ cắt đầu tôi lấy sọ làm đồ chứa phân. Sau đó không bao lâu, Di Dô bị bệnh kiết lỵ, liền lấy một cái thùng nhỏ mang đến một chỗ biệt lập chẳng ai đến. Di Dô ngồi trên thùng chú tâm thiền định. Di Dô ngồi trên thùng 7 ngày liền. Đến một đêm bỗng nhiên cảm thấy cả trời đất giống như cảnh tuyết dưới ánh trăng sáng ngời, và toàn thể vũ trụ trở nên quá nhỏ hẹp, không thể chứa được mình. Di Dô nhập vào trạng thái này trong một thời gian khá lâu, cho đến khi một âm thanh làm giật mình thức tỉnh. Toàn thân Di Dô toát mồ hôi, cơn bệnh cũng biến mất. Di Dô là một bài kệ kỷ niệm. Cái gì đây mà lung linh sáng tỏ, mất tiêu liền trong nháy mắt lầm qua. Cạnh cầu tiêu chiếc mái rầm ngời sáng, rốt cuộc rồi nó vốn là ta. Trích Giải Thoại Thiền. Gan ruột. Một anh chúa còn trẻ và thích võ thuật, học thiền với thiền sư Bản Khuê. Một hôm ông ta quyết định thử gan ruột của sư bằng cách dùng cây thương tập kích thình lình khi sư đang tĩnh tọa. Thiền sư bình tĩnh làm lệch cú đánh bằng sâu chuỗi. Rồi sư bảo vị lãnh chúa, võ thuật của ông còn non nớt, tâm ông đã động trước. Trích Giải Thoại Thiền. Chớ lo lắng. Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên là một trong những người sáng lập thiền ở Nhật Bản. Sinh ở Trung Quốc, sư đã ngộ lần đầu tiên năm 12 tuổi khi nghe qua bài kệ sau đây. Lúc sư cùng cha đến viếng một ngôi chùa ở miền quê. Bóng tre quét thềm, không động mảy bụi, ánh trăng soi nước, không lưu vết tích. Khi đoàn quân Mông Cổ của thành Cát Tư Hãn tràn vào phía Nam Trung Quốc năm 1275, Vô Học đã chạy tránh ngọn lửa chiến tranh. Nhưng đến lúc tỉnh sư ẩn náu bị giày xéo vào năm sau, sư không chạy nữa. Khi quân Mông Cổ gây rồng báo tại tử viện Vô Học ngồi, tất cả tăng nhân khác và những người làm việc cho tử viện đều tìm chỗ trốn y như lũ chuột rúc vào hang. Bọn lính tiến gần pháp đường chỗ sư ngồi một mình. Chúng di kiếm vào cổ sư. Sư hoàn toàn thản nhiên, bình tĩnh đọc bài kệ sau đây. Đất trời mênh mông không chỗ cắm rùi, vui thay biết được người pháp đều không. Lưỡi kiếm nguyên mông dài và sáng rực, chém ngọn gió xuân. Xúc động vì phong thái không sợ hãi của sư, bọn lính Mông Cổ cất kiếm rút đi. Vào năm 1280, Vô Học được bác điều thời Tông Hōjō Tokimune, quan nhiếp chính của chế độ tướng quân, mời đến Nhật Bản. Mùa xuân năm sau, khi thời Tông đến viếng, Vô Học viết cho quan nhiếp chính một thông điệp ba chữ: chớ lo lắng. Khi thời Tông yêu cầu giải thích, sư nói, vào lúc xuân hè tiếp nối, miền Nam Nhật Bản sẽ có náo động, nhưng sẽ ổn định lại không lâu, vì vậy chớ lo lắng. Quả nhiên, vào chính thu, một lực lượng xâm lăng Mông Cổ tấn công phía bắc nước Nhật, y như lời sư nói. Cũng đúng như sư tiên đoán, bọn xâm lược bị đánh dẹp và thanh bình sớm trở lại. Trích Giải Thoại Thiền. Ẩn cư. Thiền sư Đại Ngô đã sống một thời gian trong núi sâu ở vùng quê phía bắc Kyoto. Sư viết một bài kệ sau đây nói về chỗ sư ở. Không còn phiền não thị thành, không còn tranh nhau phán quyết. Mùa thu ta ngủ, lá xuôi theo dòng. Mùa xuân ta nghe, chim hót trên cây. Xuân đến nơi nhân giới, với lòng tốt bao la. Mỗi một đóa hoa nở,
là một vị Phật gia. Tuyết còn vô ý thức, tan chảy tất cả đi. Vạn vật dương lông mày cùng nhau theo nhịp điệu, tất cả như là một. Trích Giải Thoại Thiền. Đẹp hơn hoa. Mùa xuân năm nọ, nhà thơ bài cú lừng danh Ba Tiêu quyết định đi xem hoa ở một nơi nổi tiếng về có cảnh đẹp. Dọc đường, ông nghe nói về một cô gái nông dân nghèo nổi tiếng vì lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Vì hiếu kỳ, Ba Tiêu đi tìm cô gái. Khi gặp cô gái, Ba Tiêu đã cho cô tất cả số tiền ông mang theo để chi tiêu trong chuyến du hành. Rồi Ba Tiêu trở về nhà, không xem hoa gì cả. Ba Tiêu nói: "Năm nay tôi thấy được một cây đẹp hơn hoa." Trích Giải Thoại Thiền. Hét trống địa ngục. Một samurai chiến sĩ phục vụ cho một người quyền thế trong tỉnh đến viếng thiền sư Bạch Ẩn. Sư hỏi chiến sĩ: "Anh đã làm gì?" Chiến sĩ đáp: "Tôi luôn luôn thích lắng nghe Phật giáo, vì vậy mà tôi bị bệnh." Bạch Ẩn hỏi: "Anh bệnh như thế nào?" Chiến sĩ đáp: "Ban đầu tôi gặp một thiền sư và cầu tìm yêu lý của tâm. Rồi tôi gặp một luật sư Trơn Ngôn Tông và học mật giáo. Nghi ngờ và rối loạn phát triển về hai tông phái. Trong khi quán tưởng mẫu tự A, bỗng nhiên trong tâm tôi hình ảnh địa ngục xuất hiện. Tôi cố gắng chặn đứng chúng lại bằng cách dùng yếu lý của tâm, thì hai thị kiến va chạm nhau. Vì vậy tâm tôi bị quấy rối. Lúc tôi ngủ tôi thấy ác mộng. Khi thức tôi lao nhọc vì suy nghĩ." Bạch Ẩn chặt lưỡi mà nói: "Anh có biết cái gì làm cho địa ngục sợ hãi không?" Chiến sĩ đáp: "Quan điểm tánh không, tôi bị bệnh này." Bạch Ẩn liền hét chiến sĩ nhiều lần, hét đến nỗi anh ta tháo lui, nói: "Anh là một chú bé khờ, chiến sĩ là kẻ trung thành với lãnh chúa, đến nỗi y không chạy trốn bão lụt hay hỏa hoạn mà phơi mình ra trước gươm giáo, không run sợ và chớp mắt. Sao anh này sợ quan điểm tánh không? Giờ đây anh hãy rơi vào một trong các địa ngục đó đi, và chúng ta hãy kiểm tra các địa ngục." Chiến sĩ phàn nàn: "Sao một ông thầy lại có thể bảo người ta rơi vào cảnh giới xấu xa như thế?" Bạch Ẩn cười và nói: "Số địa ngục mà tôi đã rơi vào đó có đến 84.000 cái. Này, không có nơi nào mà tôi không rơi vào." Cuối cùng, thấy được ý sư, chiến sĩ tràn ngập vui mừng. Trích Giải Thoại Thiền. Lời cuối cùng. Ô San đã ngộ khi tham học với thiền sư Tetsumon. Sau này khi đại sư Bạch Ẩn đến tỉnh bà ở, Ô San đến tham kiến sư. Để trắc nghiệm, Bạch Ẩn hỏi bà về tiếng vỗ của một bàn tay. Ô San liền ứng khẩu đọc bài kệ sau đây: "Lắng nghe tiếng vỗ một bàn tay, chi bằng vỗ cả hai tay mà làm." Khi Ô San trong cơn bệnh cuối cùng, các con tập trung quanh bà, muốn biết những lời cuối cùng của bà. Bà mỉm cười và đọc bài kệ sau: "Trên thế gian này, chỗ ngôn ngữ không còn gì cả, còn gì hơn giọt sương trên lá, ta nói gì cho con cháu đời sau." Trích Giải Thoại Thiền. Kinh Một Chữ của Đại Giác. Người sáng lập chùa Kiến Trường ở Khiêm Thương vào thế kỷ thứ 13 là một thiền sư Trung Hoa tên là Đại Giác. Sư được tướng quân thời lại Tokiyoji mời đến truyền bá thiền tông cho các khu vực phía đông Nhật Bản. Một số tu sĩ và cư sĩ của các tông phái khác không hài lòng chuyện này chút nào. Lòng ganh tị lan truyền rằng sư là gián điệp do Mông Cổ phái đến Nhật. Và dần dần nhiều người tin như vậy. Lúc ấy các quan hệ với Mông Cổ trở nên tệ hơn. Và chính phủ của tướng quân do tỷ nổ hướng dẫn sai lầm đã tuyên truyền sư đến Kosu. Sư không những không phiền não chút nào
mà còn vui mừng đi theo nghiệp lực dẫn đường. Có một người chuyên trì các thần chú như Pháp Hoa và A Di Đà đến gặp sư nói. Thiền đọc tâm kinh vừa dài vừa khó, trong khi Nhật Liên Thượng Nhân dạy chú Pháp Hoa chỉ có 7 chữ và Nhất Biến Thượng Nhân chú A Di Đà chỉ có 6 chữ. Kinh thiền thì dài hơn nhiều mà lại khó tụng. Đại giác lắng nghe rồi nói: đệ tử thiền muốn gì với kinh văn dài dòng? Nếu ông muốn đọc kinh thiền, hãy đọc nó bằng một chữ thôi. Các thần chú 6 chữ, 7 chữ cũng dài lắm. Trích Thiền và Đạo Thuật. Kinh không chữ của Phật Quang. Tu sĩ Tsurugaoka Hachiman đến gặp thiền sư Trung Hoa tên là Phật Quang, người thừa kế thiền sư Đại Giác. Kể sư nghe câu chuyện kinh một chữ của thiền sư Đại Giác và hỏi: tôi không hỏi 6 chữ, 7 chữ các phái khác tụng niệm, chỉ muốn biết thế nào là kinh một chữ của thiền. Phật Quang đáp: tông môn chúng tôi một chữ cũng chẳng lập, giáo lý truyền riêng bên ngoài kinh điển, đạo thì lấy tâm truyền tâm. Nếu ông muốn đi sâu vào đó thì cả cuộc đời ông sẽ là một câu thần chú, cái chết của ông cũng sẽ là một câu thần chú. Ông còn muốn một chữ, nửa chữ làm gì? Lão sư Đại Giác đi vào rừng sâu đặt xuống đó một chữ. Giờ đây cả thiền lâm đang xé nát nó thành nhiều mảnh trên gai nhọn, cố tìm nó. Nếu thượng tọa đứng ở trước tôi đây muốn nắm lấy một chữ đó thì không mở miệng tụng kinh không chữ. Nếu thượng tọa không biết kinh không chữ thì liền mất kinh một chữ đó vậy. Hãy đem một chữ này gửi đến tầng trời thứ 33, hãy chôn nó đi, nó ở dưới đáy đại địa ngục thứ 8, bốn phương trên dưới chỗ nào có thể giấu được nó. Ngay giây phút này ở trước thượng tọa có chữ nào hay không? Kim vàng không thấu được lớp vải thêu, tu sĩ im lặng rút lui. Trích Thiền và Đạo Thuật. Địa tạng nguyên hình. Sakawa Koresada, tùy viên trực tiếp của dòng họ Uesugi, bước vào chánh điện chùa Kiến Tường và cầu nguyện trước Bồ Tát Địa Tạng Ngàn Tướng. Rồi ông ta hỏi vị tăng thị giả phụ trách chánh điện: trong ngàn tướng của địa tạng, tướng nào là địa tạng nguyên hình? Thị giả đáp: trong ngực của quan hộ vệ ngay trước tôi đây là ngàn niệm, vạn tưởng. Cái nào là niệm tưởng đầu tiên? Chiến sĩ samurai lặng câm. Thị giả lại nói: trong ngàn tướng của địa tạng nguyên hình là Phật Thế Tôn, ngài luôn luôn dùng ngàn tướng. Chiến sĩ hỏi: Phật Thế Tôn là ai? Thị giả bất ngờ nắm mũi chiến sĩ vặn mạnh. Chiến sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trích Thiền và Đạo Thuật. Tham vấn ban đêm. Biêu Tây là một quá phụ và là một người đàn bà có cá tính mạnh. Bà đã tu tập mấy năm dưới sự hướng dẫn của Kim Môn, vị sư thứ 150 của chùa Viên Giác. Vào một dịp viếng chùa, bà đã có một kinh nghiệm trong khi lắng nghe sư thuyết pháp về kinh Kim Cương. Vào năm 1568, bà tham dự tuần nhiếp tâm Lạp Bát, mùng 8 tháng 12, kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Trước khi vào một trong những cuộc tham vấn ban đêm, bà cởi hết tất cả y phục của mình ra và bước vào độc tham, không một mảnh vải che thân. Bà nằm xuống trước mặt sư. Sư Kim Môn cầm gậy Như Ý bằng sắt thọc vào giữa hai đùi bà nói: bày trò gì đây? Nico Miêu Tây đáp: bày cái cửa chư Phật ba cõi nhờ đó đến thế gian này. Sư nói: trừ phi chư Phật ba cõi vào, nếu không các ngài chẳng thể ra. Hãy cho vào cửa ngay đây và bây giờ. Và sư ngồi giang hai chân qua Nico. Nico hỏi: ai sẽ vào đó? Đó là Phật gì? Sư đáp: cái gì xưa nay vốn có, không có sẽ. Nico nói: ai không cho biết tên thì là kẻ cướp vô lại, không được phép vào.
Sư đáp: Phật Di Lặc đản sinh để độ người sau khi Phật Thích Ca nhập diệt vào cửa. Nico làm như muốn nói, nhưng sư liền lấy tay bịt miệng cô lại. Sư đè chiếc gậy sắt giữa hai đùi cô nói: Phật Di Lặc vào cửa, hãy sinh ngay lập tức. Nico do dự và sư nói: Đây chẳng phải tử cung thật, làm sao sinh được Di Lặc? Nico đi ra, và trong cuộc thẩm vấn sáng hôm sau, sư hỏi: Đã sinh được Di Lặc chưa? Nico hét lớn: Ông đã lặng lẽ sinh ra tối hôm qua rồi. Cô nắm đứng sư, hai bàn tay ôm đỉnh đầu sư nói: Tôi mời ông Phật ấy dùng đỉnh đầu này làm tòa sư tử, hãy để ông từ bi ở đó mà thuyết pháp. Sư nói: Đạo chỉ là một, không hai, không ba. Nico nói: Do căn cơ mà chúng sinh khác nhau vạn nẻo, làm sao hòa thượng có thể gắn họ vào một đường? Sư nói: Một tướng dẫn đầu vạn quân vào kinh đô. Trích Thiền và Đạo Thuật. Bức tranh Người Đẹp. Vào năm 1299, khi lãnh chúa Fukuda Sadatomo đến chùa Kiến Tường để dự lễ, ông gặp sư Sai Can trong một căn phòng. Bất ngờ trong phòng ấy có một bức tranh vẽ Rei Sozo, một người đẹp đương thời của triều đại nhà Tống. Lãnh chúa hỏi sư: Đó là ai? Sư đáp: Người ta nói không ngờ đó là Rei Sozo. Sadatomo ngắm bức tranh một cách ngưỡng mộ và nói: Tranh đó được vẽ như có thần lực và còn cực kỳ hiến dâng. Người đàn bà đó có phải hiện giờ ở nước Tống không? Sư đáp: Ở Tống, ngài muốn nói gì? Hiện giờ ở đây, tại Nhật này. Nhà quý tộc hỏi: Ở đâu thế? Sư hét to: Lãnh chúa Sadatomo. Nhà quý tộc nhìn lên. Sư nói: Ở đâu thế? Sadatomo lãnh hồi được yếu chỉ, bái tạ. Trích Thiền và Đạo Thuật. Tiếng hét của Tô Đen. Yoriyasu là một samurai tự phụ và hiếu chiến. Vào mùa xuân năm 1314, anh ta được thuyên chuyển từ Kofu đến Kamakura. Ở đây anh đến viếng Tô Đen, vị sư thứ 45 của chùa Kiến Trường, để hỏi thiền. Sư Tô Đen nói: Ấy là trực tiếp biểu hiện hành động vĩ đại trong trăm mối quan tâm về cuộc sống. Khi nói chung như một samurai, ấy là chung của thiền. Chung viết theo chữ Hán là kết hợp chữ chung và chữ tâm. Vậy nó có nghĩa ông chủ ở giữa con người. Phải là không phiền não sai lầm. Nhưng hôm nay lão tăng đây nhìn chiến sĩ có vẻ trung tâm nghiêng về danh và tiền. Có kẻ nghiêng về rượu và sắc dục, và có kẻ nghiêng về quyền lực và can đảm. Tất cả bọn họ đều ở trên những cây dốc đó và không thể có tâm trung. Làm sao họ có thể trung đối với quốc gia? Nếu ông, thưa ngài, muốn tu thiền, trước hết hãy tu trung và đừng trượt chân vào dục vọng sai lầm. Chiến sĩ nói: Trung của tôi là hành động vĩ đại trực tiếp trên chiến trường. Chúng tôi cần sự thuyết pháp của nhà sư để làm gì? Sư đáp: Ngài là một anh hùng trong tranh biện, tôi là kẻ thanh nhã hòa bình. Chúng ta có thể không có gì để nói với nhau. Lúc ấy chiến sĩ rút kiếm ra nói: Trung ở trong lưỡi kiếm của anh hùng. Nếu thầy không biết điều này thì chẳng nên nói đến trung. Sư đáp: Lão tăng đầy có kiếm báu vô kim cương, nếu ông không biết nó chớ nên nói đến trung. Chiến sĩ nói: Trung của kiếm kim cương, thứ đó dùng làm gì trong chiến đấu thật sự? Sư liền nhảy tới hét lên một tiếng katsu, khiến chiến sĩ hoảng hốt đến độ mất hết ý thức. Sau đó một chút, sư lại hét nữa và chiến sĩ liền bình phục. Sư nói: Trung trong lưỡi kiếm của anh hùng
ở đâu rồi? Nói. Kinh hãi quá, chiến sĩ xin lỗi rồi rút lui. Trích Thiền và Đạo Thuật. Thanh kiếm giấy. Vào năm 1331, khi Nitta Yoshisada đang đánh Hojo Sadatoki, một viên chức hộ vệ chính của dòng họ Bắc Điều tên là Sakurada bị giết. Vợ của ông ta là Wasa muốn cầu nguyện cho người quá cố. Bà cắt tóc vào chùa Đông Khánh làm Nikko, pháp danh là Sotaku. Bà nhiều năm hiến mình cho thiền dưới sự chỉ dạy của vị sư thứ 17 của chùa Biên Giác, và cuối cùng đã trở thành ni sư thứ 3 của chùa Đông Khánh. Vào tuần nhiếp tâm là Bát, mùng 8 tháng 12 năm 1339, sau cuộc thăm vấn triều với sư chùa Biên Giác, khi bà đang trên đường về nhà thì một người đàn ông cầm kiếm thấy bà, bị sắc đẹp của bà quyến rũ. Hắn dùng kiếm đe dọa và cưỡng hiếp bà. Ni sư liền lấy một tờ giấy ra, cuộn lại và đâm vào mắt người đàn ông như một lưỡi kiếm. Hắn không còn đánh được và hoảng sợ quá đỗi vì sức mạnh tinh thần của ni sư. Hắn quay đầu bỏ chạy và ni sư bổi thêm một tiếng hét "Yeah!" đánh hắn bằng thanh kiếm giấy. Hắn té rồi chạy trốn. Trích Thiền và Đạo Thuật. Đất trời tan vỡ. Tadamasa, một viên chức hộ vệ lâu năm của quan nhiếp chính Bắc Điều cao thời, có pháp danh là An Sơn. Ông ta là một tín đồ mẫn nhuệ của thiền, đã tới lui thiền đường dành cho nam cư sĩ ở chùa Kiến Trường trong 23 năm. Vào năm 1331, khi đánh nhau xảy ra khắp nơi, ông ta bị thương và chạy như bay đến chùa Kiến Trường để gặp Sô San, vị sư thứ 27 của chùa. Lúc đó, chùa đang có trà thang Chanoyu. Sô San thấy người đàn ông mặc áo giáp đến, liền để một tách trà phía trước ông ta nói: "Cái này thế nào?" Chiến sĩ lập tức dẫm nát tách trà dưới chân và nói: "Trời đất cùng tan vỡ." Sư nói: "Khi trời đất tan vỡ thì ông thế nào?" An Sơn đứng thẳng hai tay khoanh trước ngực. Sư đánh ông ta và ông ta miễn cưỡng kêu lên vì các vết thương bị đau. Sư nói: "Trời đất vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ." Tiếng trống vang lên từ trại lính phía núi bên kia và Tadamasa chạy thật nhanh về trại. Sáng hôm sau, ông ta trở lại chùa, mình dính đầy máu để gặp sư. Sư bước ra lại nói: "Khi trời đất tan vỡ thì ông thế nào?" An Sơn nương mình lên thanh kiếm đẫm máu, hét một tiếng lớn ya lớn, rồi chết đứng trước mặt sư. Trích Thiền và Đạo Thuật. Vẽ tánh. Ekichu, vị sư thứ 17 của chùa Thọ Phúc, nổi tiếng là một họa sĩ. Một hôm, Nobumitsu đến gặp sư và hỏi sư có thể vẽ được hương thơm tả trong câu thơ nổi tiếng "Qua hoa rồi, vó ngựa còn thơm". Sư liền vẽ chiếc vó ngựa có bảy bướm vần quanh. Rồi Nobumitsu dẫn một câu khác: "Gió xuân mơn man thổi qua bờ sông", và yêu cầu vẽ bức tranh gió nhẹ mơn man. Sư liền vẽ một cảnh liễu đong đưa. Nobumitsu đọc lên câu nói lừng danh của thiền: "Chỉ thằng tâm người thấy tánh thành Phật". Anh ta yêu cầu vẽ bức tranh về tâm. Sư lấy cây cỏ quẹt nhẹ lên mặt Nobumitsu một vệt. Chiến sĩ ngạc nhiên và bực tức. Sư liền phác họa bộ mặt tức giận ấy. Rồi Nobumitsu yêu cầu vẽ một tranh về tánh như trong chữ thấy tánh. Sư bẻ gãy cây cọ nói: "Đó là bức tranh". Nobumitsu không hiểu và sư bảo: "Nếu anh không có con mắt thấy đó thì anh chẳng thấy được". Nobumitsu nói: "Hãy lấy cây cọ khác vẽ tánh đi". Sư bảo: "Hãy chỉ tôi thấy cái tánh của anh rồi tôi vẽ cho". Nobumitsu không lời để nói. Trích Thiền và Đạo Thuật.
Bản sao. Một vị tăng thủ tọa đến chào Gyokujan, vị sư thứ 21 của chùa Kiến Trường. Thủ tọa hỏi mượn sư các bài thuyết pháp của thiền sư Đại Giác, người sáng lập chùa Kiến Trường, về Lâm Tế Lục. Sư ngồi im lặng hồi lâu rồi hỏi: ông đã sao chép chưa? Thủ tọa đáp: sao con chưa có mượn mà. Sư nói: thiền của Lâm Tế là tâm tâm tương thông, ông cần viết chữ để làm gì? Nếu ông muốn có chữ viết, hãy dùng núi Ashigara làm bút, bờ biển Ui làm nghiền mực mà sao chép. Thủ tọa hét một tiếng cát xù và nói: con đã xong sao? Trích thiền và đạo thuật. Bài pháp của Ni sư Sido. Vào tuần nhiếp tâm là bát mồng 8 tháng 12 năm 1304 ở chùa Viên Giác, Hòa thượng Chokei đã chính thức ấn khả cho Nico Sido, người sáng lập chùa Đông Khánh, thành ni sư. Vị tăng thủ tọa không chấp nhận sự ấn khả ấy và hỏi câu sau đây để trắc nghiệm ni sư: trong dòng hệ của chúng ta, người được nhận ấn khả phải thuyết pháp về Lâm Tế Lục, cô thực có thể múa gậy pháp trên pháp tòa không? Ni sư đối diện với vị thủ tọa rút ra một con dao dài 2 tấc rưỡi. Tất cả đàn bà thuộc giai cấp chiến sĩ đều mang dao loại này. Giơ lên. Chắc chắn một thiền sư thuộc dòng của tổ sẽ lên tòa cao nói về sách đó. Nhưng tôi là một người đàn bà thuộc dòng chiến sĩ, tôi sẽ nói pháp khi thực sự đối mặt với lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Tôi cần sách gì? Vị tăng thủ tọa hỏi: trước khi cha mẹ sinh ra, lúc ấy ni sư lấy gì tuyên giáo? Ni sư nhắm mắt lại một lúc rồi hỏi: thủ tọa hiểu không? Thủ tọa nói: bầu rượu đã bị lật úp trong khe đào, cặp mắt say nhìn thấy hoa 10 dặm. Trích thiền và đạo thuật. Tổ sư hiệp sĩ từ phương Tây đến. Yamana Morofuyu là một chiến sĩ dũng cảm của dòng họ Ashikaga, được thuyên chuyển từ một thuyền trưởng hải quân sang kỵ binh. Sau đó một thời gian, ông ta đã tu học thiền ở chùa Viên Giác. Một năm nọ, ông đến tham dự tuần nhiếp tâm là bát, nhưng ông không ngồi trong phòng thiền dành cho các chiến sĩ. Thay vào đó, suốt ngày ông ta cưỡi ngựa băng rừng vượt núi. Daikyo, vị sư thứ 43 của chùa Viên Giác, vì vậy cảnh cáo ông ta, nói: trên lưng ngựa tâm dễ bị phân tán, trong tuần nhiếp tâm là bát, hãy ngồi trong thiền đường. Ông ta nói: tăng nhân là người của thiền ngồi, chắc chắn nên ngồi ở chỗ đặc biệt có Phật, nhưng tôi là một hiệp sĩ nên tập thiền định trên lưng ngựa. Sư nói: ngài trước kia là một thuyền trưởng, nay trở thành một hiệp sĩ. Tổ sư đến trên sóng, tức chỉ Bồ Đề Đạt Ma, và tổ sư đến trên lưng ngựa, ý ấy là đồng hay là khác? Morofuyu ngập ngừng. Sư giật lấy cây roi đánh Morofuyu và nói: ôi, cưỡi đi, cưỡi đi. Trích thiền và đạo thuật. Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Bạch Cư Dì là một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường. Ông được bổ nhiệm chức thái thú một vùng. Trong vùng ông quản lý có một thiền sư được mọi người gọi là Điều Sào, có nghĩa là cái tổ chim, vì sư hay tọa thiền trên cành cây. Một hôm Bạch Cư Dì đến viếng sư nói: chỗ thầy ngồi trên ấy thật là nguy hiểm. Sư đáp: chỗ của thái thú còn nguy hiểm hơn nhiều. Bạch Cư Dị nói: chỗ của tôi là trấn Giang Sơn, đâu có gì nguy hiểm. Sư nói: lửa nước qua lại, thức tánh không ngừng, sao không nguy hiểm? Bạch Cư Dị lại hỏi:
Phật giáo dạy điều gì? Sư đọc bài kệ 4 câu nổi tiếng này: điều xấu phải tránh, điều tốt nên làm, giữ lòng trong sạch, là lời Phật dạy. Xong thái thú ở Bạch phản đối: cái đó đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Nhưng ông lão 80 cũng khó làm được. Thiền sư ngồi trên cây kết luận: Trích Trơn không gầm thét. Tôi chỉ đứng đây thôi. Các thiền sư thường sống trên núi, nên thỉnh thoảng người đi đường chợt thấy có người đứng thong dong trên đỉnh cao chót vót. Họ không hiểu người kia đứng đó làm gì và muốn biết lý do. Một người hỏi: người đứng trên đỉnh núi cao kia làm gì vậy? Một người khác nói: không hiểu, mình lên đó hỏi y xem. Sau khi hì hục leo đến nơi, họ thấy đó là một nhà sư. Một người hỏi: thầy đứng đây chờ bạn phải không? Sư đáp: không. Một người khác hỏi: vậy chắc thầy đến đây để thở không khí trong lành phải không? Sư đáp: không. Người thứ ba hỏi: thế thì thầy đứng đây làm gì? Sư đáp: tôi chỉ đứng đây thôi. Trích Trơn không gầm thét. Trên đỉnh Cô Phong. Thiền sư Không Lồ tịch năm 1119 là truyền nhân đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư phong cách thoát tục, ăn mặc thế nào xong thì thôi, không vướng mắc vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền định. Trải bao năm tu tập, ăn cây mặc cỏ, quên cả thân mình. Sau khi đắc đạo, sư có thể bay lên không hoặc đi trên mặt nước. Những pháp thuật thần bí của sư không đo lường được. Tác phẩm của sư còn lưu truyền lại gồm có bài kệ Ngôn Hoài và bài thơ Ngư Nhàn. Đây là bài kệ Ngôn Hoài: trạch đắc long xà địa khả cư, giá tình trung nhật lạc vô dư. Hữu thời trực thượng Cô Phong đỉnh, trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. Nghĩa là: đất rồng rắn an cư ta chọn, mối tình quê vui hưởng trọn ngày. Đầu núi thẳm có lần lên thẳng, lạnh trời xanh một tiếng hú dài. Trích Thiền sư Việt Nam. Đàn hà đốt tượng có ý gì? Sau khi đọc câu chuyện Thiền sư Đàn Hà thiên nhiên đốt tượng Phật bằng gỗ trong một ngôi chùa nhỏ để sưởi ấm khi bất ngờ gặp thời tiết mùa đông quá lạnh, đệ tử hỏi thầy: Thiền sư Đan Hà đốt tượng Phật là có ý gì? Sư liền đọc đoạn đầu câu nói sau đây của một thiền sư khác: lạnh đến lò than bên lửa sưởi. Đệ tử cắt ngang: thế là Đan Hà không làm bậy phải không? Sư liền đọc đoạn còn lại: nóng ra bờ trúc cạnh khe ngồi. Trích Trơn không gầm thét. Cười với đất trời. Duy Nghiêm là một trong những thiền sư vĩ đại thời nhà Đường. Sau khi đắc pháp nơi đại sư Thạch Đầu Hy Thiên, sư đến trụ ở Dược Sơn, nên người ta gọi sư là Dược Sơn. Một buổi chiều khi sư dạo núi, bỗng nhiên mây mù biến tan biến, mặt trăng hiện ra sáng ngời. Thấy vậy, sư chợt cười lên một tiếng sảng khoái. Tiếng cười vang xa mấy dặm chung quanh. Sáng hôm sau, dân làng nói với nhau: đêm hôm qua tôi bỗng nghe một tiếng cười lớn, nhưng không biết từ đâu. Ừ, tôi cũng nghe. Chợt có một ông tăng từ trên chùa đi xuống, đi ngang qua nghe chuyện, liền nói: đó là tiếng cười của hòa thượng đi dạo trên núi. Trích Trơn không gầm thét. Hương Nghiêm leo cây. Thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn nói với tăng chúng: có người leo lên cây, dùng răng cắn cành cây, tay không chỗ bám, chân không chỗ bịn,
Mình buông thõng, chợt có người đứng bên dưới hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Nếu người trên cây không trả lời thì phụ lòng người hỏi, còn nếu y trả lời thì sẽ té xuống gãy cổ. Hãy nói tôi nghe, làm sao y thoát khỏi tình cảnh khó khăn này? Khi đó có một ông tăng bước ra nói: con không hỏi y phải làm gì khi ở trên cây, mà chỉ muốn biết trước khi leo lên cây thì y thế nào. Hương Nghiêm cười sảng khoái. Trích Chân Không gầm thét. Ý kinh và ý tổ. Có một ông tăng hỏi thiền sư Giám Ba Lăng: ý tổ và ý kinh có gì khác nhau? Sư đáp: gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Trích Chân Không gầm thét. Nhìn mà không thấy. Một hôm khi thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện đang lao động trên giấy, một ông tăng hành cước đến gần hỏi: xin lỗi, thầy có thể nói cho biết ngôi chùa nổi tiếng Nam Tuyền ở chỗ nào không? Nam Tuyền nói: tôi đã trả 3 đồng để mua cái lưới liềm này. Ông tăng nói: tôi không hỏi cái liềm, tôi chỉ muốn biết đường đến chùa thôi. Nam Tuyền nói: nó dùng được lắm, bởi vì nó rất bén. Trích Chân Không gầm thét. Tâm bình thường. Nhân có một luật sư đến hỏi: phải tu đạo như thế nào? Thiền sư đã bằng câu nói của Lâm Tế: khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Luật sư liền nói: đa số người ta đều làm vậy mà. Thiền sư giải thích: không, không phải vậy. Đa số khi ăn, người ta không chịu ăn mà còn nghĩ đến món này món nọ. Khi ngủ, họ không chịu ngủ mà chỉ nghĩ đến điều này điều nọ thôi. Trích Chân Không gầm thét. Cậu bé Bính Đinh đến xin lửa. Huyền Tắc hỏi thiền sư Thanh Lâm: thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp: cậu bé Bính Đinh đến xin lửa. Huyền Tắc nghe thế liền nghĩ: ha ha, ta được rồi, cuối cùng ta đã hiểu. Sau đó Huyền Tắc đến Thanh Lương làm giám viện cho thiền sư Pháp Nhãn. Một hôm Pháp Nhãn hỏi Huyền Tắc: giám viện ở Thanh Lâm học được gì? Huyền Tắc đáp: một hôm con hỏi Hòa Thượng Thanh Lâm thế nào là Phật. Hòa Thượng đáp: cậu bé Bính Đinh đến xin lửa, con liền hiểu. Pháp Nhãn nói: lời ấy hay lắm, giám viện hiểu thế nào? Huyền Tắc đáp: cậu bé Bính Đinh là thần lửa mà đi xin lửa, giống như con là Phật mà đi cầu Phật. Pháp Nhãn nói: lâu nay tôi nghĩ ông hiểu, nhưng bây giờ tôi biết ông không hiểu. Huyền Tắc kêu lên: cái gì, như vậy mà không đúng ư? Sao lại sai được? Pháp Nhãn quay lưng bỏ đi. Huyền Tắc gọi: khoan khoan, thế nào là Phật? Pháp Nhãn nói: cậu bé Bính Đinh đến xin lửa. Ngày đó Huyền Tắc liền ngộ. Trích Chân Không gầm thét. Hư không có để mắt nhìn Hoàng Thượng Trăng. Quốc sư Nam Dương Huệ Trung, 677-775, quê ở Chư Kỵ, Việt Châu, nay là Chiết Giang. Sư Hoài Nhiễm là một trong 5 đệ tử vĩ đại nhất của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi nhận tâm ấn nơi Huệ Năng, sư đến núi Bạch Nhài ở Nam Dương và sống ở đó hơn 40 năm, chưa từng bước chân xuống khỏi núi. Vào năm 761, Hoàng đế Túc Tông mời sư đến Kinh Đô để nhận chức quốc sư. Một hôm, khi gặp Hoàng đế, mặc dù nhà vua đã hỏi nhiều lần, nhưng Thủy Trung, Huệ Trung vẫn không nhìn vua. Vua có ý giận nói: trẫm là thiên tử, Hoàng đế của Đại Đường, sao nhà sư dám không để mắt nhìn trẫm?
Sư hỏi: Hoàng thượng có thấy hư không trước mặt chăng? Vua đáp: Có. Sư hỏi tiếp: Vậy hư không có để mắt nhìn hoàng thượng chăng? Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Ông có biết bắn không? Thạch Cổng Huệ Tạng vốn là một thợ săn, và loại người mà ông ta rất ít muốn gặp nhất là tăng nhân. Một hôm, khi đang rượt bắn một con nai, ông ta chạy tông vào Đại sư Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: Ông làm nghề gì? Thạch Cổng đáp: Tôi là thợ săn. Ông biết bắn không? Dĩ nhiên tôi biết. Một mũi ông bắn được mấy con? Một mũi bắn một con. Vậy là ông không biết bắn rồi. Thầy biết bắn chăng? Dĩ nhiên tôi biết. Một mũi thầy bắn được mấy con? Một mũi tôi bắn được cả bầy. Tất cả đều là vật sống, sao thầy nỡ bắn cả bầy? Ông đã biết mê lầm, sao không tự bắn đi? Nếu bảo tôi tự bắn, thật không biết bắt đầu tại chỗ nào. Ông đã nhiều kiếp mê lầm, từ này hoàn toàn dứt sạch. Nghe câu này, thầy cũng buông bỏ cung tên, cạo tóc nhập chúng và bái Mã Tổ làm thầy. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Bay mất sao được. Một hôm, khi Đại sư Mã Tổ và đồ đệ là Bách Trưởng cùng đi dạo, cả hai thấy một bầy vịt trời bay qua trên đầu họ. Mã Tổ hỏi: Cái gì thế? Bách Trưởng đáp: Vịt trời. Mã Tổ hỏi: Bay đi đâu vậy? Bách Trưởng đáp: Bay mất rồi. Mã Tổ bèn quay lại nắm mũi Bách Trưởng kéo mạnh. Bách Trưởng đau quá kêu oái. Bách Trưởng đau quá kêu oái oái. Mã Tổ nói: Chính là ở đây, bay mất sao được. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Phật mặt trời mặt trăng. Kinh nói rằng Phật mặt trời sống 1800 năm, và Phật mặt trăng chỉ sống có 1 ngày 1 đêm. Có một lần, Đại sư Mã Tổ bị bệnh nặng và lâu, viện chủ đến thăm hỏi: Hòa thượng cảm thấy thế nào? Mã Tổ đáp: Phật mặt trời, Phật mặt trăng. Sống khi mình có thể sống là phúc đức, và chết khi mình có thể chết cũng là phúc đức. Đối với một người hiểu lẽ sống, thì dù sống 100 năm hay chỉ một đêm đều có giá trị như nhau. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Quy củ thiền đường của Bách Trưởng. Sau khi Đại sư Mã Tổ tịch, Thiền sư Bách Trưởng thừa truyền chánh pháp, rồi sư thiết lập Bách Trưởng Thanh Quy, hay là quy củ của thiền đường, và nó đã trở thành nền móng cho điều lệ tu viện cũng như cho Phật giáo Thiền Tông nói chung. Bách Trưởng Thanh Quy quy định chi tiết điều lệ đời sống hàng ngày của vị trụ trì và tất cả những người trong tự viện dưới ông. Điều lệ đòi hỏi vị tăng tương lai nguyện giữ 5 giới chính: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa, và các điều sau: không ngủ trên cái giường cao hay rộng quá, không xem hay tham dự các tuồng trên sân khấu, không tự tôn, không cất giữ tiền bạc hoặc các vật quý, không ăn các món bậy và không ăn ngoài giờ quy định. Chỉ khi nào giữ được các giới điều trên, người tăng nhân tương lai mới được cạo tóc và trở thành tăng nhân thực thụ. Bách Trưởng cũng thiết lập hệ thống làm việc, không những cho những người tăng nhân trung bình làm việc ngoài đồng, mà cho cả vị trụ trì nữa. Ở Ấn Độ, tăng nhân bị cấm làm nông, và do đó tùy thuộc vào sự cúng dường của các thí chủ trung thành. Với hệ thống thanh quy, Bách Trưởng nhằm loại bỏ cách sống xin ăn và ký sinh trùng này. Tại sao một tăng nhân khỏe mạnh lại sống như một loại ký sinh trùng hút máu sống của những người dân thường? Vì vậy, sư đòi hỏi tất cả tăng chúng dùng thời giờ khai khẩn đất đai
để trồng trọt và canh tác thực phẩm cho chính họ. Trích Trí Tuệ Thiền Sư.